Đây là cách mà anh Andrei Skopja, một chủ quán cà phê ở Praha thực hiện để đem đến trải nghiệm mới lạ cho khách hàng. Anh Skopja đã sắp xếp buổi diễn này với nhiều ca sĩ opera hàng đầu của Séc, trong đó có nghệ sĩ Adam Plačecka. Đây cũng là một cách thể hiện sáng tạo giúp bảo tồn văn hóa nơi đây. Đối với tôi, đây là một bước đi táo bạo, nhưng tôi thích những thử thách mới và đó là lý do tại sao chúng tôi có mặt ở đây và cố gắng thể hiện những gì chúng tôi có để đem đến cho khán giả một màn trình diễn tốt. Những khán giả tới đây được ngồi trong bồn tắm và thưởng thức đồ uống trong khi xem vở opera. Nhiều khán giả thích thú với màn trình diễn và cho rằng đây là một trải nghiệm tuyệt vời khó có thể quên. Tôi thường không theo dõi các vở opera nhiều, nhưng được thưởng thức vở Don Giovanni khi ngồi trong bồn tắm như thế này với khung cảnh tuyệt đẹp của lâu đài Praha xung quanh là một trải nghiệm khó quên. Don Giovanni là vở opera kể về câu chuyện của Don Juan, một nhân vật dân gian đầy dục vọng và vô đạo. Vở opera được trình diễn lần đầu tiên ở Praha vào ngày 29 tháng 10 năm 1787.